Quý vị và các bạn thân mến, để thực hiện đạt các chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu đã tập trung toàn lực để vừa ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng ven các tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng cơ sở hạ tầng, trường, trạm, lộ nông thôn mới và còn tập trung hỗ trợ nông dân thực hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, từng bước đạt các chỉ tiêu về xã nông thôn mới nâng cao để tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được chỉ tiêu về xã nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch đã tập trung thực hiện nhiều công trình phường diệt thiết thực, từ thực hiện các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn đến ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, vận động người dân trên các tuyến đường trồng hoa kiểng gian lộ, làm cho những tuyến đường quê bừng lên một sức sống mới. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được giữ vững, hành chính công vận hành theo hướng phục vụ nhân dân. Tất cả các hoạt động đều được người dân đồng lòng ủng hộ thực hiện. Đến thời điểm này, Vĩnh Trạch đã đạt tất cả các tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, nhưng có một số tiêu chí đạt còn thấp. Với quyết tâm nâng cao các chỉ tiêu này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thực hiện các phần việc thiết thực để nâng cao các tiêu chí còn thấp, vừa phát huy các mặt đạt được để từng bước đưa Vĩnh Trạch đạt về xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian qua thì xã cũng đã thực hiện theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Như vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng thì hiện nay cũng được đầu tư khang trang. Đối với các tuyến đường như là tuyến đường liên xã, rồi liên ấp thì được đầu tư là từ 2,5 m trở lên. Đối với các tuyến đường trục nội đồng hầu như đã bê tông quá. Còn ngoài ra thì các hệ thống là sông, ngòi thì cũng đã được đầu tư làm sao cho nó thuận tiện cho bà con lấy nước. Còn về vấn đề mà phát triển kinh tế nông thôn cũng như nâng cao đời sống nhân dân thì xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con thực hiện các mô hình làm ăn có hiệu quả. Đặc biệt nhất là đối với mô hình là nuôi tôm là siêu thâm canh thì cũng được bà con là ủng hộ nhiệt tình. Còn đối với cảnh quan môi trường thì hiện nay xã cũng vận động là bà con trên địa bàn xã cũng như ra quân để thực hiện là các tuyến đường qua. Như tuyến đường Thuận Hòa Xim Cán thì hiện nay cũng đang tiến hành là trồng hoa thêm. Đối với tuyến đường Nam Sông Hậu thì cơ bản thì nó cũng đã hình thành lên tuyến đường qua. Và một số tuyến đường của vô các ấp thì cũng được như là Thảo Lạng rồi kể cả Vĩnh An thì bà con cũng đồng tình ủng hộ rất nhiều. Ngoài ra thì bà cũng vận động bà con là cố gắng là trước mặt nhà là phát quang bụi gặm, không để cỏ, rồi giữ gìn vệ sinh, không để rác. Thì qua đó thì bà con cũng tham gia rất là nhiệt tình. Về cơ sở vật chất y tế, trường học thì cũng được đầu tư rất nhiều, chủ yếu là tập trung phục vụ cho bà con. Đặc biệt nhất là liên quan đến vận động bảo hiểm y tế thì xã cũng ra quân thường xuyên để vận động bà con tham gia tích cực để làm sao là phục vụ sức khỏe cho bà con là chính. Đối với các vấn đề về an ninh trật tự thì cũng thường xuyên chỉ đạo cho công an là phải tuần tra kiểm soát chặt chẽ, đừng để tình hình an ninh trật tự diễn ra trên địa bàn xã được ổn định hơn. Còn riêng đối với thủ tục hành chính thì xã cũng đang chỉ đạo cho tất cả các bộ công chức là cố gắng hướng về nhân dân để phục vụ. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã được tỉnh là ra quyết định công nhận xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì thời gian tới để tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã cũng đã chỉ đạo là tập trung bám sát vào các tiêu chí của Bộ Quốc gia liên quan đến xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là những tiêu chí nào đã đạt rồi mà nó còn thấp thì phải phấn đấu tập trung để làm sao cho nó đạt hiệu quả cao hơn. Và những tiêu chí nào mà chúng ta đạt mà dạng như là đã cao thì phải duy trì tiếp tục. Từ đó thì để cố gắng là thời gian xây dựng nông thôn mới nâng cao phải đạt theo chuẩn và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Với hoạt động hành chính công, cán bộ phụ trách ngoài được trang bị kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ thì tác phong làm việc được Ủy ban nhân dân xã quan tâm để từng bước cải cách theo hướng phục vụ người dân được tốt hơn. Sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc mà mỗi cán bộ ở đây phụ trách. Niềm nở trong tiếp đón và trả kết quả, nhiệt tình trong hướng dẫn làm các thủ tục để bà con nhân dân trên địa bàn đến làm các thủ tục giấy tờ không phải chờ đợi quá lâu và luôn được hướng dẫn kỹ càng để công việc thuận lợi. Ông Sơn Xà Riêng, ấp Công Điền, đến bộ phận một cửa của xã xác nhận hộ khó khăn để nhà trường giảm miễn học phí cho hai cháu của ông trong năm học mới, cũng rất hài lòng bởi sự nhiệt tình và hướng dẫn của cán bộ ở đây. Dạ, tôi bữa nay coi như là đến xã để mà xin giấy xác nhận cái hộ nghèo với cận nghèo để mà
cho con em đi nhập học trong nhà trường. Thì nói là ngay ở trên đây, nói là ngay trong xã cũng làm rất là nhanh cho con em mình đó. Đặt ví dụ tôi là người chủ hộ, đứng đại diện cho trong hộ đó. Thì coi như là đến đây làm thì nói là ngay mấy người công nhân viên ở tại đây làm rất nhanh cho bà con để tiếp tục đi, để cho con nó đi nhập học. Bà Trần Thị Bích Phượng, ấp Vĩnh An, đến làm khai sinh cho cháu, được cán bộ hướng dẫn tận tình về các thủ tục và các loại giấy tờ cần thiết của cha mẹ cháu bé và cả giấy chứng sinh của bé để nhanh chóng hoàn thành khai sinh cho cháu. Hôm nay tôi đến ủy ban xã để làm giấy khai sinh cho cháu. Như các thủ tục thì theo mình thấy thì mình đến đây thì các thủ tục thì nhân viên cũng nhiệt tình. Như ví dụ như những cái gì mình không biết thì hỏi thì nhân viên cũng chỉ dẫn rõ ràng và làm nhanh lẹ. Nói chung ra thì theo mình thấy thì mình cũng rất hài lòng, tại vì nhân viên đây đó tiếp đón nó cũng chu đáo, rồi làm những cái thủ tục cho nhanh lẹ thì mình cũng hài lòng. Ngoài quan tâm cải cách hành chính công, việc hướng dẫn người dân thực hiện những mô hình làm ăn mới hiệu quả cũng là ưu tiên của chính quyền để nâng cao thu nhập, nâng cao mức sống của bà con trên địa bàn xã. Ông Sơn Ngọc Xuân, ấp Công Điền, được Hội Nông dân địa phương chọn và được Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu hỗ trợ nhà lưới với quy mô 100m² để trồng màu. Qua hơn một năm thực hiện mô hình trồng màu trong nhà lưới, ông cho biết so với trồng màu bên ngoài thì trồng màu trong nhà lưới hiệu quả hơn rất nhiều. Nên nếu có điều kiện, ông sẽ mở rộng quy mô nhà lưới của mình. Chú Xuân ơi, là trồng màu trong nhà lưới như thế này thì nó có cái lợi ích như thế nào đối với các cái cây, các loại hoa màu của mình chú? Theo ý chú mới thực hiện là cũng nhà ở gia đình chú đó là trồng gãy hoa màu từ xưa tới giờ. Nhưng mà cũng nhờ cái trung tâm khuyến nông hỗ trợ cho chú được một cái nhà lưới. Thì trong so sánh trước đây mà chú làm cái truyền thống, canh tác truyền thống đó, thì so với nhà lưới đó thì nó không có bằng nhà lưới. Bị cho sau khi mình thực hiện xong thì mình thấy nhà lưới nó mang lại rất nhiều cái lợi ích. Cái thứ nhất là nó hạn chế được cái sâu bệnh mà nó vô, nó xâm nhập vô mà nó để cắn phá cái cây rau màu của mình. Và từ cái chỗ đó mình sẽ hạn chế được cái mà cái thuốc bảo vệ thực vật xịt cho sâu gầy. Rồi cái thứ hai nữa đó là trong cái nhà lưới mình kết hợp với mình làm cái phân hữu cơ bón để hạn chế phân hóa học. Thì như vậy đó thì cái chất lượng của trong nhà, sản phẩm trong nhà lưới so với trước đây chú làm truyền thống đó thì nó khác hơn hẳn, nghĩa là có chất lượng hơn. Rồi với cái nó hạn chế được cái vấn đề chi phí mình sản xuất ra nữa. Chú ơi, đối với trồng màu trong nhà lưới thì cái sản phẩm mình thu được đó thì nó có đẹp hơn so với mà cái trồng màu truyền thống không chú? Nếu mà nói về cái chất lượng nó đã có rồi, nhưng mà cái mẫu mã đó nó vẫn đẹp hơn ở bên ngoài rất là nhiều. Thí dụ ở bên ngoài đó là mình trồng nó bị chim chuột sâu bọ cắn vào cái vỏ của cái thí dụ mình trồng trái dưa đi thì cái dưa nó sẽ rất là xấu. Nhưng nếu mình trong nhà lưới mà mình áp dụng lại một cái kỹ thuật mà hiện nay chú đang suy nghĩ ra đó, nghĩa là trong nhà lưới mà treo bọc nâng trái lên thì tất nhiên trái dưa nó rất là đẹp, toàn diện trái dưa, nó không có một cái vết thẹo nào hết trơn, do đó rất bắt mắt bà con. Mà bà con đó thì khi mình bán ra ngoài thị trường thì thị trường không hiểu, người ta đâu có biết đâu, thì giá trị người ta đâu biết đâu, thì cái giá trị nó vẫn như cái những sản phẩm bình thường. Nhưng nếu trong địa phương chú bán được cao giá, lý do bà con đi qua lại thấy là chú thực hiện như vậy là đúng như vậy, thì bà con sẵn lòng bỏ. Thí dụ một ký dưa ở ngoài thị trường 10.000 thì chú bán 15.000 vẫn không có đủ dưa bán cho bà con của mình đó, nghĩa tiêu thụ tại địa phương không cần phải đem ra ngoài. Đối với cái nhà lưới thì các cái vụ màu nó có rút ngắn lại hơn so với các cái vụ màu của rau truyền thống bên ngoài không chú? Nếu mình so về cái thời gian đó, nó sẽ rút ngắn hơn, lý do là nó không có bị sâu bệnh. Tất nhiên cái thời gian sinh trưởng của nó, thí dụ 50 ngày, 60 ngày thu hoạch thì nó đúng theo đó, đúng theo cái thời gian thu hoạch trong cái loại giống của từng cây trồng. Nhưng nếu bên ngoài nó sẽ kéo dài hoặc là sẽ rút ngắn, lý do là mình xịt bệnh không chết thì cây nó sẽ chết non. Còn mà nó kéo dài, lý do là nó bị bệnh, mình phải sửa tới sửa lui, nó sẽ kéo dài ra. Tất nhiên là trong cái nhà lưới, cái thời gian sinh trưởng của cây nó ổn định hơn bên ngoài rất nhiều. Chú ơi, đối với những cái mô hình như thế này thì mình có muốn là chia sẻ để nhân rộng để bà con ở trong địa phương áp dụng cùng tiến bộ không ạ? Có thu nhập hơn. Theo cái tâm nguyện của tôi đó là bởi vì đó, muốn đó là vận động bà con, tôi rất muốn vận động bà con làm theo mình. Thì trước khi muốn vận động bà con làm theo mình, trước nhất bản thân mình phải làm cho bà con thấy. Thì hiện nay mình làm con cho bà con thấy rồi, mình sẽ có thuyết phục bà con hơn. Mà thay vì đó tôi được hỗ trợ 100m² này thôi, nhưng mà tự tôi sẽ bỏ tiền ra làm, tận dụng những cái gì mà tôi khả năng tôi làm được, sẽ mở rộng cái nhà lưới này ra nữa, hết cái diện tích của tôi luôn. Bên cạnh là vận động bà con làm theo,
từ bà con làm theo mình sẽ có một cái sản phẩm mà mình giới thiệu ở bên ngoài, có thể người ta lại thấy mình có sản phẩm đủ, người ta ký hợp đồng với mình bán cho người ta với giá cao, và sản phẩm của mình bảo đảm chất lượng cho bà con, cho người tiêu dùng nó được an toàn. Dân xin cảm ơn chú ạ. Ông Thạch Mên cũng được đầu tư nhà lưới diện tích 350 m² để trồng màu. Ngoài cái lợi trồng màu trong nhà lưới ít sâu bệnh nên người trồng không phải phun thuốc bảo vệ thực vật, là đã hạn chế được chi phí trong sản xuất mà còn thu được rau an toàn cung cấp ra thị trường. Dù hiện tại giá thành rau trồng trong nhà lưới và rau trồng bên ngoài như nhau, nhưng chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hạn chế đáng kể. Bên cạnh đó, việc trồng màu trong nhà lưới vào mùa mưa thì các loại rau như cải ngọt, cải xà lách không bị nước mưa làm dập lá nên sản lượng và chất lượng đều cao hơn. Tháng mưa đầu mùa, nhất là cải xà lách, cải xanh, cải ngọt, nó là bị mưa dập nát lá là cũng như là bồng, có khi mình bỏ luôn, lâu ngày lắm mới nó làm lại. Thành ra mình thấy cái lợi thế trở lại ít nhà lưới này so sánh ra bên ngoài và bên trong nó thấy nó hiệu quả cao, cái chỗ phần nó không có bị hư cái chỗ mùa mưa này nè. Còn nói về sâu quá, cũng như là cải ngọt, cải xanh, cải gỗ, có đó là nhiễm bỏ nhảy nhất với sâu dù nhất đó. Thì mình thấy bây giờ hiện tại tôi gieo trong nhà lưới đó, cảm thấy mình so sánh bên ngoài đó thì trong nhà lưới như cải ngọt thì tôi không có thấy bỏ nhảy nè, không có thấy sâu dù nè, như cải xanh cũng nhiễm dữ lắm chứ mà hiện tại chưa có, tại vì mình trong nhà lưới mình được cũng như là mình cản trở không cho con bướm nó bay vô trong đó đẻ. Còn nếu là con bướm nó vô trong đó đẻ thì có thể nó đẻ trứng ra thì nó nở sâu, thành ra rất là khó. Nhưng mà trồng ra trong nhà lưới nó an toàn, ở chỗ mình không có sự nhiễm thuốc gì sâu. Về Vĩnh Trạch hôm nay mới cảm nhận được sự đổi thay của làng quê Yên Bình. Đường nhựa, đường bê tông được mở rộng, các loại xe thuận lợi lưu thông trên các tuyến đường. Việc đi lại của người dân thuận tiện, giao thương hàng hóa giữa khóm ấp, các vùng lân cận tiện lợi. Đặc biệt là các tuyến đường nông thôn rực rỡ sắc màu với nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Đó không chỉ là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, các ngành đoàn thể địa phương mà còn là sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của người dân. Từ trồng hoa gian lộ, phát quang bụi rậm hai bên đường, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng đều có sự đóng góp nhiệt tình của đại đa số người dân. Đi trên con lộ nông thôn mới ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch để cảm nhận được làn gió mát của làng quê. Ngắm những bông hoa chuối rực rỡ màu sắc và nhiều loại hoa kiểng được người dân và chính quyền chung sức trồng lên gian lộ, mới thấy sự đổi thay của vùng quê nông thôn Thào Lạng. Trước tiên thì có tuyến đường bê tông này thì thuận lợi cho tuyến bà con trong giao thông nông thôn đi tới lui cho nó dễ dàng, với các em học sinh nó đi lại cho nó dễ, nó không còn bị lỗ gạo voi nữa. Rồi nó cho rất là thuận lợi, bà con nhân dân Thào Lạng rất là mừng. Trong chi bộ của địa phương ấp mới vận động bà con nông dân với gia đình đầu ra để trồng về môi trường, cảnh quan môi trường cho nó xanh sạch đẹp để trồng tiếp tục trồng hoa với cây kiểng từ đây qua tới buổi sáng. Nếu mà một tuần thì mình ra quân hai lần, rồi lần thứ nhất là vào thứ ba với thứ sáu, rồi bữa nay mình trồng dần dần tới buổi sáng luôn, giáp ranh bên buổi sáng luôn để cho cái cảnh quan môi trường nó xanh sạch đẹp để đưa lên nông thôn mới gì đó. Với những thành công vừa đạt được về các chỉ tiêu về xã nông thôn mới nâng cao, tin rằng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch và sự ủng hộ tích cực của người dân trên địa bàn, thì thời gian tới, Vĩnh Trạch sẽ có nhiều thành tựu hơn trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân địa phương và góp phần quan trọng trong xây dựng thành phố Bạc Liêu thành đô thị loại 1 vào năm 2025.